Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Và trong rất là nhiều chuyến khám phá vừa qua mình toàn khám phá ở trên mặt đất nè, trên trời các thứ. Nhưng mà quên mất mình chưa có khám phá dưới đại dương. Nên hôm nay sẽ là một chuyến khám phá ở dưới đại dương ha. Và cái thứ rất là cần thiết khi mà khám phá đại dương đó chính là khả năng thở dưới nước. Mình đã chế ra những cái loại thuốc thở dưới nước và nâng nó lên 8 phút rồi. Đảm bảo là mình thở được dưới nước rất là lâu luôn nha. Ngoài ra thì còn dư ra được 2 cái chai thủy tinh. Mình thiết nghĩ nên múc một ít sữa bò mang theo á. Thông thường thì mình có thể múc sữa bò bằng cái xô, nhưng mà không biết múc bằng cái chai được không. Oh no, come on man, không được. Vậy làm sao để chiết thành cái chai ta? Mình đổ cái này ra coi. Mình múc cái xô nước mới, mình coi coi mình có chiết vô cái chai được không? Gì được không? Oh, được nha. Ý, mình cần 3 cái chai lần hả? Ok, vô trong làm thêm ít cái chai coi. Để mình chiết ra cái chai thì lúc đó mình đi khám phá, mình sẽ mang được nhiều sữa mà nó đỡ choáng ô trong kho đồ ấy. Rất là tiện. Đây có luôn. Làm luôn cho nó nóng. Rồi, bao bọc lại, cho sữa vào. Vậy là được 3 bình sữa. Lúc này thì mình sẽ có thể giải được những cái hiệu ứng từ những cái con canh gác ở dưới biển á. Bây giờ thì còn thiếu gì không nhờ? Hình như hết thiếu đi à. Giờ thiếu khám phá thôi. Ok, giờ thì đi thôi. Mà quên nữa, mình đã trả lại sức mạnh vốn dĩ của kiếm Ultimate cũng như là cung Ultimate rồi. Hôm qua mình test thử thôi, nhưng mà có vẻ test xong mà ăn hành sắp mặt lắm. Thôi test một ngày thôi á, không test lâu, test lâu ăn hành giết nhừ người luôn á. Để hôm nay mình có lại sức mạnh từ thanh kiếm Ultimate này thì mình sẽ có thể khám phá dưới đại dương nó dễ dàng hơn hay không ha. Trong một lần tình cờ khám phá ở hướng hướng tây này, mình có phát hiện một cái thủy cung đây nè trước mặt mình luôn. Bây giờ thì mình sẽ mò từ từ vô trong ha. Uống lọ thuốc thở dưới nước luôn đi. Giờ thì có thể khám phá thoải mái rồi. Lối vào thì nó nằm ngay đây. Để coi. Thông thường thì mình sẽ phải giết hết những cái con giám hộ trong đây thì mới lấy đồ được đó. Đây, mình đã bị dính hiệu ứng đào chậm cấp độ 3 rồi. Công việc của mình là phải tìm ra từng con á. Bây giờ mình đang hình như đi đúng hướng rồi nè. Có vẻ là mình sắp tới chỗ cái con giám hộ đầu tiên rồi. Mấy con này đừng có đụng vô nha. Cái này là mình của ngày hôm nay chứ không phải mình của ngày hôm qua đâu. Đụng vô là hơi bị chiến đấy. Nhá hàng thôi. Bình tĩnh nào. Và cái công đoạn bơi trong này là công đoạn mình không thích nhất luôn. Tại vì mình phải tốn rất là nhiều thời gian để mình tìm ra những cái con kẻ giám hộ ấy. Nó nằm ở tầng nào ta? Thường thường nó sẽ nằm ở tầng cao nhất một con. Tầng cao nhất. Hình như gần tới rồi. Đây, con đầu tiên. Bye bye, see you later. Giết nó thì mình sẽ được con mắt luôn nè. Con mắt đó mình có thể dùng làm gì không ta? Nó không có công thức liên quan. Không có công thức gì luôn. Đổi được không? Mình không có gắn vô cái bộ phận nào trên cơ thể mình được hết á. Tiếc vậy. Vậy là mình đã giết được một con ở trên tầng cao nhất rồi. Bây giờ còn hai con ở hai vị trí khác nhau nữa mình cần phải tìm nè. Đi theo cảm nhận thôi. Một hướng này bích đường đi rồi. Không ổn, hướng này bích đường mà phải tìm một hướng khác mới được. Bên này có bích hồng. Đây là con thứ hai nè. Hên quá, có vẻ cảm giác hôm nay của mình hơi tốt ha. Con thứ hai thì cũng dễ dàng giống như con thứ nhất. Và hình như xong chưa ta? Hình như còn một con cuối cùng nó nằm ở đâu đó hai bên này nè. Ủa? Không ở khúc này, vậy là ở khúc nào ta? Đầu kia có không? Để mình thử mình bơi qua tiếp bên kia luôn đi. Để kiểm tra hết luôn.
Hình như bên đây cũng không có luôn rồi. Ý? Ủa, nó không có núp ở đây, vậy là chắc nó núp ở tầng trệt luôn rồi đó. Cái này nó chia làm 3 tầng á. Tầng trên cùng, cái con vừa rồi mình vừa giết là con ở giữa rồi đó. Giờ thì còn con ở dưới tầng thấp nhất thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cuối cùng cũng tìm ra nó. Núp gì mà núp kỹ giờ không biết nữa. Hai con trên thì mình tìm khá là dễ ha, nhưng mà con cuối thì tìm hơi lâu. Nó núp khá là kỹ luôn. Mình sẽ vứt mấy thứ lặt vặt ra đi. Như vậy thì mình đã khám phá xong không, nói chính xác hơn là đánh bại xong những con giám hộ. Và bây giờ mình sẽ loại bỏ hiệu ứng đào chậm ha. Ê, Clear One Effect. À, tức là mình uống một lần mình sẽ loại bỏ một hiệu ứng. Uống thêm lần nữa mới loại bỏ hiệu ứng kháng độc nè. Ôi gì, hiệu ứng đào chậm. Trời đất ơi, bị liệu. Rồi, giờ thì mình có thể đi ra ngoài được rồi nè. Đào ra, trả lại. Xong mình sẽ trở lại bên trong và lấy kho báu thôi ha. Tại vì ban nãy lúc mới vào, mình có thấy ở bên đây có kho báu. Kho báu trong thủy cung thì chủ yếu là vàng thôi. Tầm này thì có vàng mình cũng lượm luôn. Tại vì mình đã cất công vô đây khám phá mà, phải lấy được cái gì đó mang về chứ. Ủa đâu rồi ta? Ủa này phải chỗ trung tâm không vậy? Ui, lạc rồi, lạc rồi, lạc rồi. Đừng nào, đừng nào. Bây giờ đánh boss xong rồi mà bị lạc là quê lắm á. Là mang tiếng người nhà quê đây. Ơ kìa, đừng. Đừng mà. Mình không muốn mang tiếng người nhà quê đâu. Ủa, là sao? Nãy rõ ràng mình rẽ phải là mình tới luôn rồi mà. Rồi luôn, người nhà quê phiên bản Minecraft rồi. Đánh boss cho đã xong, bây giờ không tìm ra. Ở đây đúng không? Đây rồi, đây rồi. Người nhà không quê nha, mình là người nhà không có quê nha. Tìm ra rồi. Lấy cúp van mining. Oh shit, mình để cúp van mining ở nhà rồi. Mới dọn cái ba lô mới nên không có mang theo. Oh no. Nhưng mà không sao, mình vẫn có thể dọn sạch rất là nhanh ha. Ở đây là một trong những kho báu trong thủy cung. Ngoài ra nó còn kho báu chứa miếng bọt biển nữa. Nhưng mà mình đã có 3 miếng rồi, đủ dùng trong một số công việc nên mình sẽ không có nhu cầu lấy thêm ha. Bây giờ chắc mình sẽ đi ra thôi, để có một chuyến khám phá mới. Ở dưới nước nãy giờ cũng mấy phút rồi đó. Sắp lạnh cống rồi. Hình như Oh no. Hình như mình gặp một cái mấy cái tên cướp làng mà phiên bản liều mạng nè. Nó nhốt zombie dân làng vô trong. Mấy tên này chán sống rồi. Để mình thả zombie dân làng ra, cắn chết mấy thanh niên này cho mấy tên này sợ. Nhốt nhầm người rồi. Mấy bác dân làng zombie, ra cắn bọn chúng đi. Cái tội nhốt mấy bác cơ. Cắn bọn chúng đi. Thấy không, làm ơn mất quán không? Làm ơn mất quán. Làm ơn mất quán thì cho bác đi luôn. Mình đã thả ra cho đi cắn mấy con cướp dân làng mà không chịu cắn, đi cắn mình. Mình tiễn đi luôn. Nữa nè, hồi mình không thả ra đâu. Nghịch dại, nghịch dại gì là chết á. Không nên thả mấy bác ấy ra. Hình như trong mấy cái thùng đó có đồ hay sao ấy. Lần trước, ui sao bắn đâu vậy? Lần trước mình lục, mình cũng thấy có một chút đồ á. Nè, có đồ thiệt. Nhưng mà đồ không xịn mấy. Nói chung đồ trong đây cũng ở mức bình thường thôi. Thôi đừng bắn nữa mà. Xin lỗi được chưa? Không dữ vậy. Nó đứng trước cái lều trại nó gình mình kìa. Thôi. Xin lỗi. Khó tính quá à. Ê, bên đây mình gặp một cái ngôi làng khổng lồ nữa nè. Thường thường thì ngôi làng này á sẽ cho mình một cái bản đồ dẫn tới một cái ngôi đền. Nó luôn đó, chính là nó. Không lệch đi đâu được hết. Mình đã bị bịp một lần rồi. Ẩn tới giờ rồi. Cái ngôi đền toàn là vàng á, nên mình sẽ né ra ha. Không vô đó nữa đâu. Để mình nghĩ ở cái vùng biển này coi. Nó còn những cái công trình gì khác hay không nha.
bên đây có một cái con thuyền bị đắm nè, nó đắm nguyên con thuyền, nhìn còn nguyên vẹn lắm. Để mình khám phá thử, biết đâu được trong đây lại chứa một cái kho báu gì đó thì sao. Mình nhìn thấy con thuyền này còn mới lắm nè, nó ít hư hỏng mà. Để coi, thường thường mấy con thuyền này sẽ có tới 3 cái rương á. Ồ, cái rương đầu tiên là cùi bắp rồi nè. Rương thứ hai, cho mình một cái kho báu chôn vùi. Hấp dẫn, được. Và cái rương trên này thì nó sẽ bị chôn vùi rồi, mình cần phải đào ra. Ủa? Cái rương trong đây đâu rồi? À đây, nó bị che trong đây nè. Một viên kim cương à, ít quá. Mà thôi kệ, có còn đỡ hơn không. Trong góc này còn rương không? Trong góc này hết rồi. Như vậy thì cái thuyền này chỉ có 2 cái rương thôi, hơi ít. Và thể thử coi cái bản đồ kho báu trong vùi này thì mình cần phải đi về hướng nào đây ta? Hướng đông, mình cần phải đi về hướng đông. Hướng đông là hướng bên này. Kho báu thì đâu? Tiết trên rừng trên rú phải, hay là cặp mé biển này? Ồ, vậy là nó đâu đó bên đây nè, nó cặp mé biển rồi, nó không trên núi đâu. Đây, lên đây một xíu nữa là gặp nè. Tới chưa? Chính xác ở đây, mình sẽ đi thẳng về hướng bắc. Chắc là nó nằm ngay cái chỗ bãi cát bên kia đó, đúng không? Bãi cát hay giống bên đây ta? Hình như là bên đây rồi. Nhìn coi có cái rương nào lộ ở đây không? Ui hình thế nó không lộ ra, mình lụm luôn á. nó không lộ hàng rồi. Không sao, mình tự đào được. Rồi, ngay đây đào xuống chứ gì. Rương đâu? Cho xin cái kho báu đi. Ủa mình đào chuẩn rồi mà ta. Kho báu thì nó sẽ không nằm dưới lớp đá đâu nha, nó chỉ nằm dưới lớp cát thôi. Vậy là ở đâu đó dưới này nè. Không có. Really? Ngay đây. Lần 3 nè. Mình tìm lần 3 mà vẫn không ra. Đây. Trời ơi, nó giấu trong đây lận. Nó cho mình ngọc lục bảo, trái tim biển cả, voi vàng nè, sắt. Trứng đồng nước mình đã có một em ở nhà rồi nên mình sẽ không có lấy thêm ha. Rồi ok. Cũng được đi. Nói chung là không quá bèo ha. Kệ, có thêm được ít ngọc lục bảo để dành sau này shopping các thứ. Rồi tiếp tục hành trình của mình thôi nè. Hôm nay thì mình muốn tìm thêm một cái vùng đất mới. Chẳng hạn như là vùng nào ta? Còn vùng nào mình chưa tìm được không ta? Không nhớ hết được. Nhưng mà nói chung thì hên xui đi, cho mình gặp vùng nào mới thì khám phá vùng đó thôi. A few moments later. Từ bên kia mình bay về một phát qua bên đây mình khám phá luôn cho nó chiến. Bên kia mình tìm mãi không thấy vùng đất mới á. Và qua đây thì mình gặp một cái... À quên, cái này nó đâu có đồ đâu ta. Đúng rồi. Đây là một cái cánh rừng gì nè. Cây khá là đẹp ha. Được, lỡ gặp rồi, đi băng qua luôn. Băng qua đây. Rồi hết màu cam rồi tới màu tím sen. Nó còn có một cái đảo gì trên kia nữa cơ. Ủa cái đảo này lạ vậy? Không biết là trên đảo này có đồ không nhờ. Ui cái đảo này nhìn lạ lắm. Nhưng mà dưới đây nó lại không có đồ. Lúc đầu mình tưởng cái này là cái chỗ triệu hồi boss cơ. Nhìn giống chỗ triệu hồi boss cực ấy. Nhưng mà thực chất nó là không ha. Đằng kia còn rất là nhiều đảo tương tự nè. Đây một cái, đằng này một cái nữa nè. Quá dữ luôn. Tính ra mình qua bên đây mình còn dễ gặp vùng đất mới hơn là bên thế giới thường á. Có vẻ là bên thế giới thường mình đã khám phá quá nhiều rồi, nên bây giờ muốn gặp vùng đất mới thì cũng hơi khó ha. Mình lại gặp thêm một loại Netherite xịn nữa rồi. Cái này tên là Blazerite.
Dry à, kiểu của lửa ha, Netherite quỷ lửa. Ồ trời ơi, phải gặp Ultimate Netherite nữa thì ngon. Có một cái ít. Cái này thì được một cái Mysterious Worm. Ủa phải không ta? Mystery. Cái này cũng là con worm, con dung, mà cái này cũng là con dung nữa nè. Không biết hai con này có phải là một hay không nữa. Cái này thì còn có một cái bản đồ đến NCT nữa. Ok. Nói chung cái rương này thì cũng có đồ xịn ha. Xịn nhất chắc là cái Netherite của con Blaze này nè. Cái này mình coi công dụng của nó ha. Nó sẽ cho mình khả năng kiểu như là sao ta? À, mình có thể di chuyển ở trong lava nhanh hơn. Wow. Cũng được đi, nói chung là cái này ép vô bộ giáp Netherite mà chuyên khám phá địa ngục thì chắc ngon á. Tại vì mình có thể di chuyển dưới lava chắc là kháng được lửa đó. Và cái này thì mình cần phải tiếp tục đi tìm thành phố kết thúc nè. Ở đây thì mình cần phải đi về hướng Tây Bắc ha, một xíu về hướng Tây Bắc thôi. Ok. Tây Bắc là hướng bên nào? Tây Bắc là hướng bên này. Lẹt cô, đi thôi. Hy vọng là nó sẽ gần mình một xíu ha. Chứ bay xa quá, một hồi hết tên lửa là hết hết bay luôn á. Là cho xuống The Void chơi luôn á. Không giỡn đâu. Đi đâu đi lộn hướng hoài. Bó tay mình luôn á, đúng là chùm lạc đường mà. Rồi. Oh no. Chưa tới nữa. Cái bản đồ này có vẻ nó dẫn mình tới một cái thành phố kết thúc khá là xa nha. Kìa. Cuối cùng thì mình cũng tới rồi. Hoài. Đúng đẹp luôn. Thành phố kết thúc đúng đẹp luôn. Nhưng mà nó sẽ rất là đẹp. Và đẹp hơn rất là nhiều nếu như mà nó cho mình đồ xịn. Thử vận may thôi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra từng tầng ha. Ồ cái lá này nó tưng tưng y như slime luôn. Ồ, bắt cua nữa hả? Nhắc cái gì tiếng nhắc. Ui chết. Đó thấy chưa, nhắc tới bắt cua là mình thấy đuối đuối rồi. Sao không, nó không thiết kế cái cục nhảy tưng tưng giống như cái chỗ boss Suker nhờ. Cho mình dễ chơi. Đập cái lọc đi. Ủa mình lấy cây cúp mới đào được, quên đó. Không đào tới luôn nè. Cho tôi bay lên, cho tôi bay lên. Thôi dẹp đi. Bỏ đi. Khó quá, cho qua đi. Ủa bên này không có luôn kìa. Cái thành phố kết thúc này nó nghèo quá. Nó không có đồ gì trơn luôn. Thiệt tình luôn á. Kiểu như mình lút cái rương xong hết nhân phẩm luôn hay sao rồi qua đây. Cái thành phố kết thúc nó không có rương nổi nữa. Sao mà mình lút bây giờ? Trong đây cũng không có rương luôn. Đi ra chỗ khác đi. Hôm nay hơi nóng nha. Không có rương là thấy hơi nóng rồi đó. Thành phố kết thúc gì đâu mà không có gì hết. Hiểu luôn rồi ha. Thôi chắc mình tiếp tục hành trình đi tìm những cái con tàu. Con tàu DN bị hư còn còn xịn hơn á. Nó còn cho mình nhiều đồ hơn là cái trong thành phố kết thúc ấy. Mà lượn vài vòng nữa. Hơi tốn quả tiền xíu nhưng mà chịu khó thôi chứ biết sao giờ. Chưa gì lại gặp thêm một cái thành phố kết thúc nè. Ủa sao nhìn cái thành phố kết thúc này quen vậy ta? Hình như mình khám phá rồi. Mình nhớ rồi, cái thành phố kết thúc này lần trước mình vô á. Mình bị cái anh Golem nè dí ở đây nè. Và bị mấy cái con Mini Cup này nó dí nữa. Nên mình chạy á. Nè nè nè, anh này vẫn ở đây. Oh my god. Hung dữ, hung dữ. Từ hôm bữa tới bữa nay vẫn hung dữ hả? Sợ thiệt á. Mình đã gán mình nhịn nhịn rồi mà vẫn cứ thích cà khịa mình thôi. Chịu luôn á, bởi vì trong đây mà mình hiền quá là mình bị ăn hiếp liền. Bởi vì mình phải hung dữ lên mới được. Hiền quá là thế nào cũng bị ăn hiếp, như bị cà khịa thôi. What? Ở dưới địa ngục. Ở không, ở dưới thành phố kết thúc mà cũng có cổng địa ngục nè. The useless portal.
Một cái cổng vô dụng. Sao mà vô dụng? Vô dụng mà lại có những cái tấm banner đẹp như vậy. Không hiểu luôn. Thôi, nó có vàng cho anh kìa. Các bạn hiểu ý mình chứ? Nó có vàng thì các bạn hiểu ý mình chứ? Áp lên. Xong phim. Vô dụng cái gì? Đâu có cái gì mà vô dụng đâu. Có dụng, có dụng. Có dụng hết trơn á. Rồi có cái rương không? Đây, có rương luôn nè. Trời ơi, cho đồ như vậy mà bảo vô dụng sao mà được. Có dụng, có dụng. Rồi bây giờ mình thử mình kích hoạt cánh cổng lên cho nó chiến luôn nào. Dám chê vô dụng không? Mình kích hoạt lên cho nó biết mùi. Bây giờ, bay không tới. Để mình thử test thử nha, coi cánh cổng này nó sẽ dẫn mình tới đâu nè. Mình cũng tò mò lắm. Xây vô. Đây. Xong. Giờ thì mình chỉ cần làm một cái bật lửa từ cái cục đá lửa nó có sẵn nè. Đó. Làm. Để coi nó dẫn mình tới đâu nha. Ý, còn hiếu hả? Ủa mình xây đúng mà ta? Hay là cái cục này không làm được? Mình xây đúng mà. Tại vì cổng địa ngục nó không bắt buộc là phải ép gắn những cái gốc đâu. Hình như là cái khối hắc kim thạch khóc này không kích hoạt được cổng hay sao ấy. Ok, nó vô dụng thiệt. Giờ mình mới tin á. Để mình đi thêm vài vòng nữa coi mình gặp thêm công trình gì khác không. Tại qua đây muốn kiếm thêm đồ khó quá. Ở dưới thành phố kết thúc mà cũng có con tàu này nữa nè. Có lần mình đã vô khám phá con tàu này rồi và nó thực sự là có đồ xịn á. Vô đây. Come on baby. Oh no, hình như tên thuyền trưởng là tên đứng ở trong kìa. Đó chính là tên thuyền trưởng. Mình sẽ chào hỏi tên thuyền trưởng này bằng một nhát kiếm đi. À không, một mũi tên đi. Một mũi tên đi. Chào hỏi gì thôi nha. Mình có chào hỏi rồi đó, mình mới vô lấy đồ á. Để em thôi mang tiếng là không chào hỏi mà vô lấy đồ, kỳ lắm. Rồi, hốt bạc thôi. Thông thường thì ở đây sẽ có kim cương nè. Một chút đồ ăn. Ngoài ra thì nó còn có netherite theo như trí nhớ của mình. Để mình vô mình lấy netherite trong đúng cái rương này coi phải không nha. Đi ra đen này. Ui, lần này có một vụn thôi. Come on man. Không phải là một phôi. Netherite giống như những lần trước rồi. Lần này có vẻ nhân phẩm mình nó không được hơn rồi. Thử qua đây coi. Bên đây hình như nó không có rương. Bên đây thì không có rương rồi. Bình tĩnh nha. Tôi là tôi vui vẻ không quạo nha. Mấy anh đụng vô tôi là tôi quạo đó. Đụng vô tôi chi tôi chặt. Đập. Bây giờ mình không muốn cà khịa mấy con này đâu. Tại vì mấy con này không phải là đối thủ. Ê, lại có thêm một vũng nữa. Được. Mình lấy ít làm nhiều các bạn à. Dùng dồn mấy cái ít lại thế nào cũng nhiều vụn thôi. Được thiệt sự. Rồi những căn phòng khác thì mình kiểm tra lại coi nó còn rương không nha. Cái này là cái nhà bếp nè. Thì nó sẽ có thức ăn. Và không có netherite. Su luôn. Vậy thôi á. Cái tàu này chỉ có vậy thôi. Tại vì mình đã từng khám phá con tàu này tới lần này lần thứ 3 rồi. Nên mình biết những vị trí có rương rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình thôi nào. Bắt đầu hên lại rồi đó. Nhân phẩm của mình đã lấy lại rồi. Tiếp tục phát huy. Ừ, văn mai thêm một lần nữa nào. Netherite Ultimate. Oh man. Lần này là Spider-Rite. Spider. Nghe giống con nhện vậy ta. Spider-Rite. Oh. Chính xác, cái này hình như con nhện á. Clam War. À, treo tường được luôn. Ngon. Lại thêm một loại Netherite xịn nè. Rồi, Ngọc Lục Bảo. Cái này là cái gì đây? Totem of Time. Ồ, cái bùa thời gian.
Lòng trung thành thay đổi chân đốt. Ui, hôm nay mình lại nhặt được một cái bùa xịn nữa nè. Quá dữ luôn. Nhưng mà tỷ lệ gặp những cái con tàu bị hư á, nó cực kỳ thấp luôn. Mình phải bay rất là xa, cũng như là thỉnh thoảng mới gặp được một cái á. Bởi vì bây giờ muốn tìm đồ xịn là phải lũi vô mấy cái con tàu đó đó. Thì may ra sau khi mình có search vài đường Google á, thì cái Mysterious Worm này hình như nó là một với cái con Void Worm này nè. Nó hai cái này là một á. Vậy là mình cần phải đánh bại nó để sở hữu ra những cái khối Unstable Obsidian, hắc diệm thạch Unstable ha. Và mở ra cái quyển sách Chapter 2 nè, để bước qua một cái thế giới mới và tiếp tục cái hành trình khám phá. Vậy nên trong ngày hôm nay thì chắc mình sẽ quất luôn cái con dung này luôn đi. Chỉ là một con dung thôi mà, chẳng lẽ mình ngán nó sao? Nhưng mà trước khi đi để mình dọn dẹp đồ lại cái đó. Đồ mình bừa bộn quá. Hôm nay có tìm hai cái Netherite phiên bản xịn sò con bò. Quá dữ. Ê, ở đây mình còn vàng nè. Ồ, với vụn Netherite nè. Mình làm thêm một cái nữa. Ê, vậy là mình có tổng cộng là 5 cái Netherite bình thường và hai cái Netherite xịn á. Quá ngon luôn. Mình cần gì để đánh boss nữa không ta? Mình đang đeo cái bùa gì vậy? Bùa... À, cái bùa này rớt xuống đầu voi là mình sẽ về nhà hả? Ừ, được á. Bùa này được. Thuốc hồi máu nè. Để mình coi mình còn... cần phải mang theo thêm cái gì không? Áo vàng cường hóa là phải mang theo rồi nè. Ok, mọi thứ đều đã rất là ổn áp đối với mình rồi. Trở lại thôi nào. Một màn comeback cực mạnh. À, quên. Mang theo thêm pháo hoa nữa. Hết rồi, hồi nãy mình bay nhiều quá. Theo như mình biết từ chị Google chỉ thì cái này á, muốn triệu hồi được boss nó khác lạ so với những cái khác á. Hình như mình phải giục cái con dung này xuống dưới The Void á. Không biết đúng hay không nữa, mình có backup lại rồi. Ví dụ giục dưới mà mất luôn con dung thì mình lấy cái file backup ra mình làm lại ha. Hy vọng là được. Con dung kia hãy triệu hồi ra đi. Đó. Thành công rồi. Nó đã xuất hiện cái thanh máu của con dung trên này rồi. Ui nó kìa. Để mình dụ nó. Mình dụ nó đi lên mới được. Vô bờ chơi bạn ơi. Vô bờ chơi đi. Lớn ơi, vô bờ chơi đi. Kìa nó kìa, thấy ghê quá à. Đó chính là con dung đỡ voi đó. Ôi, giật mình. Khiên. À, nó lú ra đây. Mình đã chặt đứt một bộ phận của nó rồi. Ôi, sao bây giờ nó nhiều thanh máu vậy? Nó có những cái lỗ không gian, nó sẽ chui qua. Nè. Nó chui qua rồi. Yes. Mình đã đánh bại được nó hay sao rồi cơ? Nhưng mà vẫn còn máu của nó. Để coi nó chui ra cái lỗ nào, mình sẽ bắn vô lỗ đó. Đó. Vẫn còn lỗ nha. Chui ra lỗ. Chui ra lỗ nào thì mình sẽ bắn lỗ đó. Hết chưa? Ê, hình như clear rồi. Mình bắn vô lỗ này hình như nó chui. Xong rồi đó hả? Ủa, còn đồ boss đâu? Ê, kìa. À, vậy là con dung này khi chết thì đồ nó sẽ rơi ở ngay cái chỗ nó chết luôn. Ui, bây giờ lên đó lấy là một vấn đề luôn á. Ui, mình lượm được một cái rồi nè. Mình cần phải lượm thêm nữa. Rồi, hên là kiếm ultimate nó có cục 500. Mình được một cái mắt của cái con boss nè. Mình có thể làm được một cái cúp cực kỳ xịn nha. Bằng con mắt của nó và hai cái mandible. Có luôn. Hết rồi hả?
Hình như con boss này chỉ rơi ra hai thứ đó thôi. Chẳng qua là mình có đồ ultimate nên mình đánh nó dễ vậy thôi nha. Chứ ví dụ mà mình mà không có đồ ultimate chắc nó cắn mình lên bờ xuống ruộng luôn á. Để mình mở cái phần nhiệm vụ coi. Nè xong rồi nè. Đánh xong boss thì nó sẽ cho mình quyển sách chapter 2. Những cục hắc diệm thạch unstable và kinh nghiệm ha. Ngon luôn, ngon luôn. Quyển sách chapter 2. Nó bị khóa khá là nhiều rồi. Hình như mình phải xây cánh cổng thì nó mới cho mình đọc tiếp được hay sao ấy. Nè nó bị khóa nè. Có rất là nhiều ổ khóa ở đây ha. Ok, vậy là bây giờ mình cần phải về nhà nghiên cứu lại cái quyển sách này thôi. Thì da, nói chung thì đánh con boss này cũng hơi sợ sợ thiệt. Tại vì lúc đầu là mình phải thử bài tiết dưới này nè, dụ nó đi lên á thì mới đánh nó được. Chứ mình đánh ở dưới thì ví dụ nó chết á, đồ mà xui xui nó gớt xuống đồ vôi là không có lượm được luôn đấy. Và nhân tiện ở đây thì mình sẽ đi dạo thêm một lúc nữa coi coi mình có gặp thêm cái tàu nào không nhá. Cái tàu bị hư á, tàu kết thúc bị hư không, để mình kiếm thêm netherite coi, netherite coi. Hôm nay hơi bị hên luôn. Nói chung thì chuyến khám phá này mình khá là bội thu. Và điều quan trọng hơn là mình đã có được quyển sách chapter 2. Và trong tương lai thì thế giới khám phá tiếp theo đó chính là thế giới Abyss nha. Nghe là có vẻ hấp dẫn rồi đó. Và mình sẽ nghiên cứu về cái cánh cổng này nhiều hơn. Tại vì nó chỉ mới cho mình 12 cái cục Obsidian Unstable này thôi ha. Mình cần phải làm sao để làm ra cánh cổng mới là cả một vấn đề nè. Và cái con mắt này mình sẽ cân nhắc cái việc có nên hay không làm cái cây cúp này ha. Tại vì nó chỉ có đúng một cái công thức dành riêng cho con mắt này thôi. Mình nghĩ nó sẽ là một cây cúp xịn đó. Rồi, và mong rằng chuyến khám phá sau thì mình sẽ giải đáp được những cái thắc mắc trong ngày hôm nay ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá hơi bội thu Netherite ngày hôm nay. Hy vọng rằng những chuyến khám phá sau mình sẽ vẫn may mắn giống như vậy ha. Rồi, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.